Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu được cả nhà 4 cái chiếc nồi cơm 1 lít. 4 cái chiếc nồi này thì hình thức của nó không được đẹp lắm, trên bán cái giá cho các bác rất là rẻ. 3 chiếc đầu tiên này thì bán 500.000. Chiếc này thì hơi sứt nhẹ đây, bán 300. Các bác nào không quan trọng quá hình thức thì mình cứ làm những cái nồi cơm Nhật này về mình nấu cơm cực ngon luôn, toàn bộ là nồi cao tần. Đấy, nấu cơm rất là ngon nhé, hàng Nhật nấu cơm thì đỉnh cao nhất thế giới rồi, riêng về nồi cơm điện thì hàng Nhật nó là đứng đầu. Đấy. Trên các bác nào đang dùng mấy cái nồi cơm tàu thì chả tội gì mà phải dùng nồi tàu đâu ạ, cứ như cái nồi Nhật này mình nấu ăn nó hạt cơm nó chín đều rồi nó không bị đau dạ dày. Đấy. Riêng nồi cơm Nhật thì rất là nấu cơm rất là ngon, hoặc là các bác có thể mua thêm về mình nấu gạo lứt, nấu cháo hay nấu xôi, làm những cái nồi sơ cua rất là tiện. Đây em giới thiệu qua từng chiếc một. Cái chiếc này bản chất của nó thì nó chỉ có mỗi cái này thôi, nó bị gãy cái này, các bác về lấy cái gì dán vào đây thôi, nó là cái đậy hơi thôi, chẳng là cái gì cả. Đấy. Cái chiếc này được cái lòng nồi rất là đẹp này, lòng nồi dày dặn nhé, lòng nồi còn như mới luôn. Đấy. Cái con này lòng nồi nó tốt thế chứ này. Đấy, các bác nhìn này, lòng nồi còn như mới nhá, đầy đủ tất cả các chức năng luôn. Đấy. Chiếc này thì em cắm điện sau nhá, chiếc này chưa cắm điện. Chiếc thứ hai Panasonic này, viền nó bong lớp mạ, bác nào về rỗi rãi thì mình cạo cái lớp mạ đi thì inox lại sáng bóng, đầy đủ tính năng nấu này, tắt này, hâm cơm này, hẹn giờ, đây, các chế độ gạo. Lòng nồi con này thì bị bong một chấm thôi, nhưng mà các bác dùng 5-10 năm nữa thì vẫn cứ ok, chả vấn đề gì đâu ạ. Đấy, 500.000 một cái nồi cơm Nhật. Chiếc thứ ba Toshiba. Cái chiếc này thì phải nói là cái lòng nồi nó đỉnh cao, cực dày, dày hơn cái chiếc đầu ấy nhiều. Chiếc này lòng nồi chắc là phải rơi tầm khoảng 4 ly. Đây, dày cộp luôn ạ. Mở lòng nồi như mới nhé các bác nhé. Lòng nồi như mới luôn. Chợ. Dày như là các cái nồi VIP. Đấy, dày cái này nấu cơm thì cực là rèn luôn, ngon cơm. Thiết kế rất đẹp. Đấy, cái chiếc này thì cái mặt nó hơi xấu xấu một chút. Đây là nấu này. Tắt này, hâm cơm này. Các chế độ hẹn giờ thứ đầy đủ hết nhé các bác nhá. Nấu cơm cũng đầy đủ. 500.000 ạ. Chiếc thứ tư, chiếc đồ nấu này của hãng Hitachi, 300.000. Đấy các bác tắt này, không đây này, chiếc này là cái gì đây, nấu tắt đây, hâm cơm đây, hâm cơm đây các bác nhé. Này, hâm cơm này. Cái nút này là nút này nút hẹn giờ thì mình phải lấy giờ trước nhé. Mình lấy giờ trước đây. Đó, thì mình mới hâm cơm được. À là mình mới. Đấy, mình mới hẹn giờ được các bác nhé. Này, chưa lấy giờ. Yeah, các chế độ chuyển, các chế độ nấu này. Khác nhau các kiểu luôn. 300.000 đấy ạ. Cái chiếc này đây nó bị sứt nhẹ đây một tí này. Chả quan trọng gì đâu ạ, rẻ như cho. Con này lòng nồi cũng rất là đẹp mà, chỉ xước găm lung tung thôi, chứ còn lòng nồi khá là đẹp. 300.000 cái nồi cơm Nhật. Đấy, em sẽ cắm điện là cái chiếc đầu tiên này các bác, để các bác thấy nhá. Đây, là cắm điện rồi, chiếc này 500 các bác nhá. Nấu này, chế độ nấu này, tắt này, hâm cơm này, tắt này, hẹn giờ này. Đấy. Chung là tất cả đều hoạt động hoàn hảo hết. 3 chiếc đầu tiên 500, chiếc cuối cùng là 300. Bảo hành cho các bác 6 tháng. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển nữa, tất cả đều là nồi điện 100V hết ạ. Chào các bác.